Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã thành lập 8 tổ tuần tra, phát hiện lập biên bản xử lý hơn 1.200 trường hợp vi phạm, tạm giữ trên 600 phương tiện, được giấy phép lái xe 500 trường hợp, trong đó hơn 450 trường hợp lái xe vi phạm về nồng độ cồn, tổng số tiền phạt hơn 4,3 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người tham gia giao thông, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức lực lượng chức năng cùng triển khai ký cam kết đối với quán ăn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh đồ uống có cồn phải nhắc nhở khách khi đã sử dụng rượu bia thì không điều khiển phương tiện. Thường tá Đinh Cao Quang, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Bình cho biết: chúng tôi tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh ra cái văn bản để chỉ đạo các cơ quan ban ngành đặc biệt là cán bộ đảng viên nghiêm túc nghiêm chỉnh gương mẫu thực hiện đi đầu trong việc thực hiện chấp hành trật tự an toàn giao thông nói chung và việc thực hiện nghiêm cái việc đào rượu bia là không điều khiển phương tiện đồng thời chúng tôi sẽ gửi các thông báo trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông nói chung và vi phạm về nồng độ đồ cồn nói riêng về để các cơ quan đơn vị xử lý nghiêm cái việc đảng viên và cán bộ và nhân viên vi phạm